Phần tin trong nước sẽ tiếp nối chương trình thời sự trưa nay với một số tin đáng chú ý. Ngành công thương nỗ lực cải cách hành chính nhà nước. Lỗ hổng phòng chống dịch COVID-19 tại bệnh viện. Thưa quý vị khán giả, hôm qua, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Công Thương trong lĩnh vực cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Đây là bộ tiên phong thực hiện việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Đặc biệt là bộ đã xây dựng nhiều văn bản pháp luật góp phần hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực cải cách hành chính. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương tiếp tục đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn nền kinh tế bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 như hiện nay. Với quan điểm đổi mới, quyết liệt hành động, sau hai lần thực hiện, Bộ Công Thương đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa tổng cộng là 888 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình. Trong thời gian tới, Bộ vẫn tiếp tục tiến trình cải cách của mình theo sự chỉ đạo của Chính phủ. Chiều qua, Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tới việc sửa đổi quy tắc kỹ thuật để kiểm tra theo luật định tàu biển trong các chuyến đi nội địa của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết. Chúng tôi cho rằng việc Trung Quốc đưa khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào trong quy tắc kiểm tra kỹ thuật tàu biển nội địa theo luật định 2020 đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động liên quan đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vô giá trị. Liên quan tới vấn đề bảo hộ công nhân Việt Nam hiện đang làm việc tại công ty China Petroleum Jili Chemical Engineering and Construction tại thành phố Kashi, Cộng hòa Uzbekistan đang bị ảnh hưởng cuộc sống bởi COVID-19, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định. Bộ Ngoại giao thì cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga kiêm nhiệm Uzbekistan liên hệ với người lao động để tìm hiểu thông tin, cũng đã động viên, thăm hỏi và liên hệ với các công ty liên quan cũng như chính quyền địa phương yêu cầu tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho người lao động Việt Nam. Hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga kiêm nhiệm Uzbekistan đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để xây dựng kế hoạch đưa công dân Việt Nam tại Uzbekistan về nước trong thời gian sớm nhất. Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta trong thời gian tới. Thưa quý vị khán giả, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Phổi Trung ương là 3 bệnh viện được ghi nhận bệnh nhân 714, ca bệnh dương tính thứ 3 tại Hà Nội đến khám, tư vấn và điều trị. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông là một trong 5 bệnh viện được tiếp nhận, thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 của Hà Nội. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân dương tính này đã bị bỏ lọt khi đến khám tại đây. Điều này phần nào cho thấy lỗ hổng trong phòng chống dịch tại một số bệnh viện hiện nay. Đây là hành trình di chuyển của bệnh nhân 714 trước khi được khẳng định dương tính tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Bệnh nhân vào khám tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 8 và là bệnh nhân thứ 10 của phòng khám với các triệu chứng nghi ngờ SARS-CoV-2. Tuy nhiên, bệnh nhân này lại không được khám và điều trị tại đây mà lại tiếp tục di chuyển bằng phương tiện cá nhân đến Bệnh viện Phổi Trung ương. Thế bác sĩ chúng tôi cũng đã nghĩ đến là ca bệnh nghi ngờ và đã cho bệnh nhân vào viện nhưng bệnh nhân lại chống đối không vào viện. Thì cái thiếu sót ở đây là nếu như bệnh nhân không vào viện thì chúng tôi phải có trách nhiệm báo với cơ sở y tế và báo với công an phường nơi bệnh nhân sinh sống để quản lý tiếp. Thế nhưng đây là cái thiếu sót của chúng tôi. Trong trường hợp cần thiết thì nếu như người bệnh không có ý thức tự nguyện thì mình bắt buộc phải cưỡng chế, bởi vì đó là một cái hành vi mà nó ảnh hưởng không chỉ cá nhân mà ảnh hưởng đến gia đình và cộng đồng. Bệnh viện sau khi đã được khử khuẩn các cái khu vực liên quan đến bệnh nhân thì bệnh viện cũng như nhân viên y tế vẫn đang hoạt động một cách bình thường và đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh trong toàn bệnh viện. Thời điểm này, khu khám và sàng lọc bệnh nhân viêm phổi do virus corona tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông
vẫn tiếp tục ghi nhận những trường hợp đi về từ vùng dịch Đà Nẵng, Quảng Nam, khai báo y tế và được thực hiện test nhanh. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội vừa ghi nhận ca mắc COVID-19 thứ ba với hành trình di chuyển dày đặc sau khi trở về từ chuyến du lịch Đà Nẵng, Hà Nội nâng thêm một mức cảnh báo dịch bệnh. Dự kiến 11 bệnh viện, trong đó có 8 bệnh viện công, sẽ hoàn thiện quy trình thủ tục để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR. 8 bệnh viện công lập gồm Sanh Pôn, Thanh Nhàn, Hà Đông, Đức Giang, Phụ Sản, Ba Vì, Sơn Tây, Phổi Hà Nội và 3 bệnh viện ngoài công lập là Medlatech, Vinmec và Hồng Ngọc. Tiếp theo sẽ là một số thông tin quốc tế đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Các ứng cử viên Tổng thống Mỹ thúc đẩy gây quỹ tranh cử. Indonesia chuẩn bị thử nghiệm vaccine phòng bệnh COVID-19 trên người. Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ chính thức diễn ra. Các ứng cử viên của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh gây quỹ tranh cử và vận động cử tri. Quỹ tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ghi nhận số tiền gây quỹ vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Các số liệu cho thấy chỉ trong tháng 7 vừa qua, chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump đã nhận được hơn 160 triệu đô la Mỹ so với con số 140 triệu đô la Mỹ của đối thủ chính là cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Ngoài ra, nhóm vận động của ông Trump cũng đang thúc đẩy tổ chức sớm các cuộc tranh luận trực tiếp, dự kiến diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 22 tháng 10. Tại thời điểm này, đội ngũ vận động tranh cử của ông Biden đang tập trung cho các hoạt động quảng bá trên truyền hình và kỹ thuật số, trong khi nhóm của Tổng thống Trump tập trung vào vận động tranh cử ở các địa phương. Ngoại trưởng Malaysia Hisamuddin Hussein hôm qua nhấn mạnh, tinh thần đoàn kết giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đóng vai trò quan trọng trong giải quyết tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Cũng theo ông Hussein, Malaysia rất quan tâm đến việc giải quyết tranh chấp thông qua các cuộc đàm phán ngoại giao phù hợp. Người đứng đầu ngành ngoại giao Malaysia đưa ra tuyên bố trên khi đề cập đến những yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như những ảnh hưởng tới an ninh và chủ quyền của Malaysia tại vùng biển này. Ông nhấn mạnh đến các biện pháp giải quyết tranh chấp có tính xây dựng cao như thông qua các cuộc đàm phán ngoại giao và đảm bảo đoàn kết trong ASEAN nhằm vận dụng được sức mạnh chung của cả khối một cách hiệu quả. Trước đó, Ngoại trưởng Hussein cũng đã bình luận về tuyên bố của Mỹ về Biển Đông, khẳng định Malaysia sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc đảm bảo Biển Đông là vùng biển của hòa bình và thương mại, và rằng các vấn đề liên quan đến Biển Đông phải được giải quyết hòa bình dựa trên các nguyên tắc được thừa nhận của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Hôm qua, thành phố lớn thứ hai của Australia là Melbourne đã bước vào ngày đầu tiên của giai đoạn phong tỏa trở lại kéo dài 6 tuần do dịch COVID-19, trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ hai. Các biện pháp phong tỏa mới bao gồm việc đóng cửa phần lớn các cửa hàng và cơ sở kinh doanh và làm dấy lên quan ngại về nguy cơ thiếu thực phẩm trong thời gian tới. Giới chức thành phố Melbourne đã lên tiếng trấn an, đồng thời kêu gọi người dân tránh đổ xô mua sắm tích trữ thực phẩm, điều có thể khiến dịch lan rộng. Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng cảnh báo lần phong tỏa mới này có thể khiến nền kinh tế thiệt hại đến 9 tỷ đô la Mỹ và đẩy tỷ lệ thất nghiệp trở lại mức 13%. Công ty dược nhà nước Bio Pharma của Indonesia vừa thông báo đã sẵn sàng để tiến hành thử nghiệm vaccine trị COVID-19 giai đoạn 3 trên người vào tuần tới. Theo kế hoạch, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 8 với sự tham gia của 1.620 tình nguyện viên trong độ tuổi từ 18 đến 59. Một nửa trong số những tình nguyện viên này sẽ được tiêm vaccine trong vòng 6 tháng, trong khi số còn lại sẽ được dùng giả dược. Kết quả của cuộc thử nghiệm lần này sẽ là tiền đề để các nhà nghiên cứu tiến hành thử nghiệm quy mô lớn trên người, bước cuối cùng trước khi vaccine được phê duyệt lưu hành. Chúng tôi muốn có vaccine của riêng mình và sử dụng cho người dân của chúng tôi. Vaccine trị COVID-19 này là kết quả của sự hợp tác giữa công ty dược phẩm nhà nước Bio Pharma và Sinovac Biotech của Trung Quốc. Bộ trưởng các doanh nghiệp nhà nước Indonesia Erick Thohir cho hay, Bio Pharma cuối năm nay sẽ sẵn sàng sản xuất 250 triệu liều vaccine mỗi năm nếu ứng viên vaccine của Sinovac chứng minh thành công. Đến đây thì chương trình Thời sự trưa nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.